Rất vui lại được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay của Linh Kiện Store. Hôm nay sẽ là một video về camera ngụy trang. Và chủ đề của video ngày hôm nay đó chính là so sánh giữa hai camera ngụy trang. Và camera ngụy trang bên trái của các bạn là camera ngụy trang GSD10 và bên phải là GSD20. Vậy thì giữa hai con GSD này có điểm gì giống và khác nhau, cũng như là nó có những cái tính năng nổi trội nào? Hãy cùng mình điểm xem qua. Bây giờ mình sẽ điểm qua những điểm giống nhau của hai camera ngụy trang này trước, sau đó mình sẽ nêu ra những điểm khác nhau cho các bạn. Điểm giống nhau đầu tiên là điểm cực kỳ quan trọng đối với camera ngụy trang, đó chính là về chất lượng hình ảnh. Thì về chất lượng hình ảnh thì cả hai camera ngụy trang này, GSD10 và GSD20 đều được trang bị chất lượng hình ảnh là Full HD 1080p. Điều này giúp cho những cái video mà các bạn quay lại á, nó có chất lượng hình ảnh rất là sắc nét, rõ ràng. Điểm giống nhau tiếp theo là một điều mà các bạn thường hay quan tâm khi mua camera ngụy trang, đó chính là về pin. Thì về pin, cả hai được trang bị dung lượng pin có thể quay liên tục từ 2 đến 3 giờ. Tuy nhiên thì nếu như bạn muốn quay liên tục hơn 2 đến 3 giờ hoặc là quay liên tục nhiều ngày thì có được hay không? Thì mình xin trả lời các bạn là được. Tại vì cả hai camera ngụy trang này đều được trang bị tính năng vừa sạc vừa quay. Bạn không cần phải lo lắng về việc hết pin khi đang sạc, hoặc là đang quay mà hết pin thì chờ sạc lại đầy pin thì rất là lâu. Điều đó sẽ làm mất những cái dữ liệu, những cái khoảnh khắc quan trọng trong lúc đó. Thì cái tính năng vừa sạc vừa quay này giúp bạn có thể an tâm hơn phần nhiều về việc hết pin. Với cả hai camera ngụy trang này, GSD10 và GSD20, thì chỉ cần ở nơi bạn đặt camera này có nguồn điện là bạn có thể quay liên tục không giới hạn thời gian. Điểm giống nhau thứ ba mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là cả hai camera ngụy trang này đều có thể điều khiển, giám sát, quản lý từ xa thông qua app trên điện thoại hoặc là trên máy tính. Thì cả hai thiết bị này đều hỗ trợ phần mềm trên cả hai hệ điều hành là Android và iOS, là một điểm cực kỳ tiện lợi cho việc theo dõi, quản lý camera. Ở trên app trên điện thoại thì các bạn có thể điều chỉnh độ sáng màn hình của camera này, các bạn có thể bật tắt tia hồng ngoại đen quay đêm này, các bạn có thể chọn độ phân giải của video để phù hợp với dung lượng bộ nhớ, các bạn có thể tắt, bật tắt chế độ thu âm nè, bật tắt mic này. Đặc biệt là tính năng chụp ảnh giúp bạn có thể giữ lại những cái khoảnh khắc quan trọng, điều chỉnh quay phim nè, điều chỉnh xoay màn hình camera nè, thiết lập những cái thông số của video lưu trong thẻ nhớ nè. Điểm giống nhau tiếp theo có lẽ là một điểm khá quan trọng của camera ngụy trang, đó chính là nó đều được tích hợp cả hai mic để ghi âm kèm hình ảnh. Thì điểm giống nhau thứ tư đó chính là về góc quay. Thì cả hai đều được trang bị góc quay rất rộng để hỗ trợ người dùng. Bạn không cần phải lăn tăn về việc đặt camera ở đâu để có thể lấy hết được khung hình. Còn về góc quay cụ thể của từng camera ngụy trang thì một chút ở phần so sánh khác nhau mình sẽ nói rõ hơn. Một điểm giống nhau tiếp theo mình có thể kể đến đó chính là cả hai đều được thiết kế rất là nhỏ gọn. Như các bạn cũng biết là camera ngụy trang thì tính dấu kính và khó phát hiện là vô cùng quan trọng. Và với GSD10 và GSD20 này thì tính năng này được phát huy tối đa. Điểm giống nhau cuối cùng là một điểm mà khách hàng thường rất hay quan tâm và cũng là một điểm mà làm cho giá trị của camera ngụy trang tăng lên, đó chính là nó được trang bị rất nhiều tia hồng ngoại đen xung quanh mắt camera như thế này, giúp bạn có thể quay đêm này, quay trong điều kiện thiếu sáng yên tâm là hồng ngoại đen sẽ khác hồng ngoại đỏ, nó sẽ không bị phát hiện dù là bất cứ thiết bị gì. Và tầm xa hồng ngoại lên đến là 15m. Thì ở đây mình đang quay trong điều kiện thiếu sáng của GSD20, thì như các bạn có thể thấy trên cái màn hình điện thoại của mình thì chất lượng video rất là sáng. Thì do là việc trang bị tia hồng ngoại đen nên nó đem lại cái chất lượng hình ảnh rất là mượt mà, rất là sáng như thế này. Đây các bạn có thể thấy môi trường xung quanh rất là tối, tuy nhiên là chất lượng video đem lại cho các bạn nè rất là sáng. Đấy. Rồi thì ok, bây giờ là mình quay trong đêm luôn để mình test cái chức năng tia hồng ngoại đen như thế nào. Thì ở đây các bạn có thể thấy môi trường xung quanh của mình không có một chút ánh sáng nào. Và như các bạn ở đây thì mình đang bật tia hồng ngoại lên, và các bạn có thể quan sát cái màn hình điện thoại của mình thì chất lượng video rất là sắc nét, rất là sáng như thế này. Đây các bạn có thể xem. Và đó là tất cả những gì về những điểm giống nhau của hai camera ngụy trang này. Bây giờ mình sẽ sang phần so sánh sự khác nhau của hai em này nha. Có 3 điểm khác nhau về hai camera ngụy trang này mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Đó chính là đầu tiên, tuy là đều sở hữu thiết kế rất là nhỏ gọn, tuy nhiên vẻ bề ngoài của hai thằng này lại khác nhau. GSD10 thì được thiết kế theo hình dạng hình chữ nhật, chỉ nhỏ gọn bằng một ngón tay thôi, như thế này. Đây. Còn GSD20 thì được thiết kế theo dạng hình vuông, trông cân đối hơn. Đây, như thế này.
Ok, điểm khác nhau thứ hai, như mình đã nói ở phần so sánh giống nhau thì góc quay của hai camera ngụy trang này đều rất rộng. Tuy nhiên GSD 10 sở hữu góc quay là 140 độ, còn GSD 20 sở hữu góc quay là 170 độ, gần như là góc quay rộng nhất mà camera ngụy trang có thể sở hữu. Thì hiện nay trên thị trường camera ngụy trang thì chỉ có 2 đến 3 loại camera ngụy trang có thể sở hữu góc quay rộng như thế, đó chính là 170 độ. Điểm cuối cùng là về số tia hồng ngoại được trang bị trên camera ngụy trang để hỗ trợ quay đêm. Thì GSD 20 sở hữu 6 mắt tia hồng ngoại xung quanh mắt camera như thế này. Còn ở GSD 10 thì nó sở hữu 10 tia hồng ngoại xung quanh mắt camera ngụy trang như thế này. Giúp càng có thể quay đêm rõ ràng và sắc nét hơn. Và đó là tất cả những gì về video so sánh giữa GSD 10 và GSD 20. Bây giờ mình sẽ tổng hợp lại một chút cho các bạn. Thì đầu tiên về điểm giống nhau thì cả hai đều được trang bị chất lượng hình ảnh là Full HD 1080. Thứ hai là nó có thể quay liên tục 2 đến 3 giờ nếu như không vừa sạc vừa quay. Còn nếu như bạn vừa sạc vừa quay thì bạn có thể quay liên tục không giới hạn thời gian. Chỉ cần nơi bạn đặt camera ngụy trang này có nguồn điện và bạn chỉ cần cắm vào, lúc đó là bạn có thể quay liên tục rất là nhiều ngày. Điểm nhau thứ ba đó chính là bạn đều có thể điều khiển giám sát từ xa thông qua app trên điện thoại. Bạn có thể thao tác rất là nhiều cái chế độ, rất là nhiều cái tính năng trên app trên điện thoại. Điểm thứ tư đó chính là nó đều được tích hợp mic để ghi âm kèm hình ảnh. Và điểm giống nhau thứ năm đó chính là cả hai đều được trang bị góc quay rất là rộng. Nói về thiết kế thì thiết kế của GSD 10 có thiết kế nhỏ gọn hơn GSD 20. GSD 20 thiết kế trông có vẻ là cân đối hơn nhiều. Còn về góc quay thì góc quay của GSD 10 là 140 độ, còn góc quay của GSD 20 là 170 độ, là gần như là góc quay lớn nhất trong những dòng camera ngụy trang bây giờ. Thì về góc quay thì góc quay của GSD 10 là 140 độ, của GSD 20 là 170 độ. Thì về góc quay thì GSD 20 chiến thắng GSD 10, nhưng mà tính về cái số tia hồng ngoại đen được trang bị xung quanh mắt camera ngụy trang thì GSD 10 vượt trội hơn so với GSD 20 với việc được trang bị 10 tia hồng ngoại đen xung quanh mắt camera. Còn ở GSD 20 chỉ có 6 thôi. Dù là 6 hay 10 tia hồng ngoại đen thì cũng hỗ trợ rất là tốt cho quá trình quay đêm. Đó là tất cả những gì về video so sánh giữa hai camera ngụy trang này. Nếu như bạn có câu hỏi hoặc là có gì thắc mắc cần hỗ trợ, hãy để lại comment bên dưới cho mình. Và mình xin kết thúc video tại đây. Nếu thấy video này hay, hãy like, share và subscribe cho kênh Kiện Store Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.